Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Rồi, xin chào các bác và anh em quay trở lại với bên Zika cùng em. Ngày hôm nay có một cái thông tin rất là vui dành cho anh em ở cái trường phái thích những dòng loa full. Ngày sau đây sẽ nhường toàn bộ phần giới thiệu về cấu hình này cho Mr. Trung. Vâng, và các bác đã thấy được tất cả những thiết bị nằm trong bộ combo ngày hôm nay. Và đây là một tin rất là vui khi chúng ta đang yêu quý những loa full mà chúng ta chưa có cơ hội để trải nghiệm và sử dụng. Thì trong video ngày hôm nay bên em sẽ thông báo cho các bác sẽ có một phần quà giảm giá lên tới 4 triệu đồng dành cho tất cả các thiết bị đang cấu tạo nên một bộ cấu hình combo. Đây là gồm những gì nhỉ? Một đôi loa là một này, một cục đẩy đánh vang là hai, một bộ mic, một sub, 4 thiết bị. Vâng, còn dàn này là 4 thiết bị sẽ tạo cho chúng ta được những âm thanh vô cùng mạnh mẽ, uy lực và chuyên nghiệp, đặc biệt là phần trình diễn karaoke các bác nhé. Một đôi loa full này dòng bass 30 có kích thước rất là đẹp, cộng với cái thiết kế cực kỳ sang trọng, được đây cái thùng vách của nó thì khác hoàn toàn so với những cái đôi full bình thường khác, mà đây là cái thùng của nó bằng chất liệu gỗ màu tự nhiên. Nói đến VM12 thì các bác cũng đã biết bên em đang có hai mẫu sản phẩm phân phối ra thị trường, và đây là một đôi loa màu đỏ bên gỗ, nó sẽ phù hợp với không gian nội thất bằng gỗ, tủ kệ gỗ rất phù hợp và công suất max lên tới 1200W, đáp ứng được rất là nhiều những cái nhu cầu và những cái khoảng không gian khác nhau để chúng ta chơi đầy đủ các thể loại âm nhạc. Dòng này thì với những thiết kế loa full các bạn em cũng sẽ hình dung được rằng nó thiết kế đặt thùng phát mở ra phía trước, lỗ thông hơi phía sau này để tạo nên cái tiếng mic hát nó ấm tiếng, nhưng mà được đưa cái hệ thống lỗ thông hơi cộng với tất cả thiết kế các em thấy cực kỳ hài hòa. Bản này chúng em nó sẽ có một cái bản phù hợp với cái việc mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, đặc biệt là không gian nhà các bạn nha, có đồ nội thất màu gỗ sẽ hợp với bộ này. Tiếp theo cục giá của đôi loa là 20 triệu đồng. 20 triệu đồng ạ. Cục loa siêu trầm này hơi thấp ở phía dưới đó. Cục loa siêu trầm này thì cái này em sẽ đẩy cái hình ảnh nó căng lên một tí, anh em xem được cục gầm F1500. Con này cũng có màu tương đồng màu gỗ với đôi loa 340, công suất max 1500W. Giá bao nhiêu? Vậy là 8 triệu 500 ngàn đồng. Đúng rồi, 8 triệu 500 ngàn đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một dàn máy, hai thiết bị X23 Pro DAC, một con đẩy liền vang công suất lớn để chơi căng và dài hết chất lượng của đôi loa này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần xử lý tín hiệu âm thanh nằm ở trên phần điều chỉnh số, tức là chúng ta điều chỉnh bằng phần mềm hoặc chúng ta có thể điều chỉnh bằng những nút, những phím chức năng ở phía trên, hoặc chúng ta có thể điều chỉnh bằng một chiếc điều khiển. Nói tóm tắt về con đẩy này, đây là con đẩy liền vang có nhiều cái công nghệ xử lý thông minh. Có thể lưu được nhiều chế độ khác nhau và các anh em không cần phải điều chỉnh nữa, sẽ được các kỹ thuật bên Zika khi mà tư vấn cho anh em, cũng như là khi mà cài đặt setup sẽ cài đặt các chế độ vào nhau. Các anh em chỉ cần tùy chỉnh chọn các chế độ thôi, không cần quan tâm về cái việc mà các anh em phải chỉnh sửa. Đây là một sản phẩm công nghệ nhưng mà sẽ có một cái sự tiện dụng rất là cao và xin ghi nhớ nó rất là thông minh. Đi kèm với đó là bộ mic này thì ít xuất hiện trên các nền tảng video. Đây là mic VK321 nha các anh em nhé. Của mình là tiếng cực kỳ nhẹ. Đây là 21 Pro. Vì sao ạ? Vì sao ngày hôm nay ghép bộ này? Vì là chuẩn bị cho chương trình ngày 20 tháng 10, một chương trình rất là đặc biệt dành cho tất cả những chị em phụ nữ, cho nên là những người mà luôn luôn kề vai sát cánh với chúng ta. Em đây là một cái món quà. Có khi nếu như các bác lấy đây là một bộ sàn, là một cái món quà mang về đặc sản thì rất là tuyệt vời. Vẫn là chủ đề mic, vì bộ mic này hát nó rất là nhẹ, tiếng thật, nên là phù hợp với nhiều chị em hơn, vì chị em bao giờ cũng hơi yếu này không đó. Ngoài ra một bó hoa tươi thắm khi các em đến tận nơi trải nghiệm, và đặc biệt là đưa cùng bà xã đưa bà xã đến tận đại địa chỉ của chúng em, thì ngoài cái việc mà được giảm 4 triệu đồng tiền mặt ra, còn được tặng trực tiếp 4 triệu đồng tiền mặt trong hóa đơn, thì những cái món quà mang đầy ý nghĩa như này sẽ là một cái điều gì đó chúng em muốn trao tặng đến các bác bạn nghe. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bản karaoke để đánh giá về chất âm của bộ dàn này, đánh giá sự chuyên nghiệp và đặc biệt là sức mạnh của bộ dàn loa full VM12 X23 Pro DAC, sub S1500 và mic không dây VK321 nha các bác nhé. Vâng, và các em lưu ý cho em là chương trình áp dụng cho kể từ ngày hôm nay đến hết ngày 20 tháng 10 của năm 2022. Các anh lưu ý cho em nhé, vì video này sẽ còn tồn tại trên hệ thống kênh trang thương mại điện tử chúng em rất là lâu, nên các em lưu ý cho em là áp dụng cho những ngày hôm nay là ngày 16 xác, ngày sẽ 10, từ hôm nay là ngày 10 mười mấy ạ, 17 hôm nay là ngày 17
cho đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022 ạ. Và sau đây xin mời các em chúng ta cùng thưởng thức một bản karaoke trên cầu vượt có bốn vít này. Tôi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ được tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi đã xa người. Còn thì trong thương nhớ tóc ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chỉ khuất trong mơ. Nhớ về về em, nhớ ánh mắt môi người thơ ngây.